Chào mừng bạn đến với chuyến du hành ngược dòng thời gian cùng Vietjam nhìn lại những dấu mốc quan trọng nhất trong năm 2019. Sự phối hợp nhịp nhàng của các bộ phận, các chi nhánh và công ty thành viên đã tạo nên một năm 2019 thắng lợi rực rỡ, đánh dấu kỳ tích 1.000 tỷ doanh thu. Kỷ lục trên được xác lập nhờ vào sự bứt phá cả về doanh thu lẫn nhân sự. Nếu như vào năm 2010, doanh thu Vietjam chỉ đạt 79 tỷ đồng, thì giờ đây, sau 10 năm phấn đấu và nỗ lực, cột mốc 1.000 tỷ đồng tưởng như bất khả thi đã được chúng ta cùng nhau vươn tới. Đồng hành cùng sự tăng trưởng doanh thu phải kể đến sự tăng trưởng về nhân sự. Trong 5 năm từ 2015 đến 2019, tổng nhân sự toàn công ty được tăng lên từ 151 đến 319 người. Điều này thể hiện Vietjam đang không ngừng phát triển và tiến lên, ngày càng thu hút thêm nhiều nhân sự để mở rộng kinh doanh sản xuất. Dấu mốc 1.000 tỷ doanh thu thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên tại tất cả các bộ phận, bao gồm sản xuất, kinh doanh, vận tải và hậu cần. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh chân quý, lưu giữ hành trình sống và cống hiến của toàn thể anh chị em Vietjam. Thành công chúng ta đạt được năm vừa qua vừa là niềm vui, niềm tự hào, nhưng cũng mở ra nhiều thách thức cho toàn thể anh chị em trong năm 2020. Trước thềm năm mới, chắc hẳn mỗi chúng ta đều tự hỏi về định hướng phát triển năm sau. Phải làm sao để duy trì đà tăng trưởng, hoàn thiện các hệ thống quản lý doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, mở rộng hợp tác sản xuất, từng bước đưa Vietjam trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành. Dấu mốc 1.000 tỷ đồng doanh thu đã được xác lập. Điều này chứng tỏ con thuyền Vietjam có khả năng cập bến nhiều dấu mốc lớn hơn, thành công hơn. Năm 2020, tập thể Vietjam quyết tâm bứt phá, hoàn thành 4 mục tiêu lớn. Thứ nhất, tập trung mạnh mẽ, quyết liệt hơn vào chủ đề đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thứ hai, triển khai các công cụ đánh giá, đo lường hiệu quả công việc nhằm hướng tới phương châm có công phải được thưởng, có tội phải bị phạt. Thứ ba, cải tiến công việc, đổi mới cách làm, quyết liệt trong hành động. Thứ tư, xây dựng văn hóa làm việc Vietjam, mỗi anh chị em nhân viên sẽ là một nhân tố quan trọng cùng ban lãnh đạo công ty xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm,
đầy kiêu hãnh vì chính mình và công ty. Và sau đây, hãy cùng nhìn lại hành trình chúng ta đã đi qua, cùng nhìn lại một năm 2019 với những thăng trầm, với những gian khó và trái ngọt. Lễ ra mắt công ty thành viên mang tên Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Lab Vietchem. Lab Vietchem cho ra đời dự án Happy Vet. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 4, Lab Vietchem tham gia triển lãm Analytica Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6, các chuyên gia Tân Thành Vietchem đã có buổi đào tạo an toàn hóa chất cho các cán bộ công nhân viên tại nhà máy điện tử Meiko. Giữa tháng 10, Dr. Tôm tham gia triển lãm và hội thảo quốc tế chuyên ngành thủy sản Việt Nam Aquaculture 2019 tại Cần Thơ. Tháng 11, Vietchem đạt nhiều giải thưởng tại hội nghị giao ban đại lý quý 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Dr. Tôm trao học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó tại Trường Đại học Cần Thơ. Ngày 7 tháng 11, Vietchem trao 2 suất học bổng cho 2 sinh viên nghèo vượt khó tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Tháng 12, Vietchem tổ chức chương trình từ thiện trao quà cho các em mầm non tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Đây là Vietchem, là nơi chúng ta sống, cống hiến và yêu thương. Bước sang năm 2020, toàn thể anh chị em hãy cùng nhau hô to khẩu hiệu Vietchem vững bước để mạnh hơn và chuyên nghiệp hơn. Quyết tâm nỗ lực đưa con thuyền Vietchem vươn ra biển lớn.